Các bạn ơi, bây giờ mình ra mình thăm những thùng rau nha các bạn. Theo lời yêu cầu của các bạn là mình ra mình quay đi để các bạn thăm những thùng rau hôm nay bị lạnh như thế nào, rồi nó như thế nào rồi. Nhưng mà mình nghĩ không có trái để hái hôm nay đâu các bạn. Mình chỉ xem thôi nha. Có được một hai trái thì mình hái bỏ vô cái giỏ trái tim nè, tặng cho các bạn trái tim giỏ nè. Chứ không có bao nhiêu trái hết trơn á, lạnh quá mà làm sao những cái trái rau này nó lớn lên được. Bây giờ những cái hoa vẫn còn nở tươi nè đó, thấy chưa, rồi những cái lá nó bị lạnh quá nè các bạn, đó nó bị cháy luôn ha. Đó, bữa nào mà có cái giống như một lớp lạnh, lớp sương lạnh phủ lên trên đó là mấy cái lá này không chịu nổi đâu các bạn. Đó, nó cứ vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ quay thùng thứ nhất cho các bạn xem. Đó, như vậy nè. Cưng ha. Trời lạnh ngắt à. Mà cũng ra hoa nữa. Đó. Cái trái này trời lạnh quá, lâu lớn nè, lâu chín nữa nè. Nhưng mà vẫn còn tươi rau rói nha. Nhìn cái trái ngộ gì đâu luôn. Thì mình quay cho các bạn xem những cái trái non rồi hoa vậy thôi à. Đó, bên này nữa nè. Cái hoa thiệt là đẹp ha. Rực rỡ như sáng như mặt trời, mặt trăng. Đó. Bên này nữa. Mình quay từ từ cho các bạn xem. Tại các bạn nói quay nhanh quá chóng mặt. Mình quay từ từ lại ha. Mấy cái này là cỏ nè. Cỏ gì mà nó dài dữ không biết. Rồi vậy thôi đó các bạn. Thùng thứ nhất không có trái nào. Rồi bắt đầu thùng thứ hai. Rồi bây giờ đến quay thùng thứ hai nè các bạn. Thùng thứ hai bây giờ thì hoa nè, rất là đẹp ha. Rồi mình tìm có trái gì không. Đây nè các bạn. Đó, nguyên cái chùm này thì chắc cũng hơn tuần nữa mới có trái chín đó. Ra trái thấy cưng chưa. Rồi có trái xem có lạnh không. Không có lạnh các bạn. Bao nhiêu lạnh lẽo thì cái lá nó chịu hết. Cái trái lại núp ở trong được mấy cái lá dâu này nó bảo vệ. Cho nên lá dâu lại cháy trước cái trái nha. Tội nghiệp mấy cái lá này, dễ sợ chưa. Đó. Ở đây nữa nè. Đây sắp chín nè. Ha. Ứng ứng rồi nè. Hôm nay đó, không có trái chín mà có trái hư. Hư rồi. Bỏ qua một bên. À, đây cũng có chùm nè. Chùm này có kịp lớn không? Không kịp lớn thì lạnh. Rồi. Đây cũng có nè. Nhỏ nhỏ thôi các bạn. Nhỏ quá chừng đó. Rồi thùng thứ hai đã xong. Không có trái chín nào hết trơn. Có một trái hư. Cầm cái giỏ đi thấy không có duyên ha. Không có trái nào bỏ vô đây hết trơn á. Bữa nay giỏ trái tim quá đẹp mà không có trái gì hết. Rồi thùng thứ ba. Thùng thứ ba có trái gì không đây. Có cỏ nè, không có trái mà cứ cỏ bồ công anh gì nó nhảy vô đâu nè. Bữa nào ra lấy cái gì cậy lên. Không có trái các bạn ơi, thấy chưa. Lạnh quá mà sao mà ra nổi trái. Hoa nè, chỉ có một chùm hoa duy nhất ở đây thôi. Đó. Như vậy thôi các bạn. Rồi đã xong ha. Thùng thứ ba cũng không thấy có trái luôn. Thùng thứ tư. Thùng thứ tư lúc trước nhiều trái nhất nè. Bây giờ cũng mệt mỏi luôn rồi. Nghỉ ngơi rồi. Già rồi chắc. Đó, đó, đó. Lá gì đâu mà cứ xếp nằm xuống dưới rồi màu nâu hết trơn vậy. Nãy mình mới thấy có trái trái nào mà. Một chùm. Vậy thôi. Còn chùm nào nữa không. Đây. Ok, được trái này các bạn. Hái không? Hái đi ha. Hái cho cái giỏ nó có duyên chút xíu đi. Đó, ra rước được trái hườm vô ha. Wow, nhìn cũng thấy cưng nha. Để qua đây. Có mỗi một trái một à.
Khi thì quá chừng. Mùa đông sắp tới rồi mà các bạn. Không dễ gì có nhiều trái đâu. Mấy năm trước á, trái trị view mùa đông cũng ra nhiều lắm á. Mà sao năm này nó ít quá. Rồi xong rồi đó các bạn. Chẳng còn trái gì nữa hết. Chỉ vậy thôi, có một cái hoa dễ thương. Rồi. Dâu bạch tuyết thì không có hoa. Không có hoa là không có trái. Khỏi phải coi. Dày đặc luôn. Dâu bubble berry nè. Đây, bubble berry. Trái. Trái này. Trái này. Đó, đó, đó. Nó dày quá. Nó tốt mà nó dày. Nó dày thiệt dày. Mình không biết cái trái nó ở đâu nữa. Đó, trái non thôi. Hoa rất là nhiều. Bụi nào bụi nấy nằm chăng ở trong như vậy. Nhiều quá như vậy chắc mình bứng nên mình trồng chắc cũng mười mấy chậu. Nè, hoa không à, mà cái hoa nó hay ha. Nó mọc nó không có cái vòi dài lên mà nó cứ mọc ở dưới cái gốc rồi. Nè. Dưới xa thiệt là xa, dưới cái gốc này nó mọc hoa ở dưới này nó lên búp này, các bạn thấy không? Nhìn búp búp này, quá chừng. Ở dưới cái gốc xong rồi từ từ nó mới dài lên trên này. Đây, đây. Đó. Nó dài lên trên như thế này, cái hoa quá xinh ha. Nhìn cái hoa sao mà đẹp thế. Wow. Chỉ vậy thôi rồi ra trái nè. Bubble berry nè, tự nhiên mùa thu mùa lạnh lại ra trái. Hay, ở đây nữa. Nguyên chùm trái bubble nè các bạn. Đó, cái dâu người ta đặt vậy đó, bubble berry. Hay ha. Cái trái này thì nó ra nó nhỏ. Đây chùm nữa nè. Nhiều lắm á. Đó. Đó, quá chừng là hoa. Hoa gì đâu mà ra nhiều như vậy. À, chặt luôn. Chặt cứng luôn các bạn. Ha. Bụi nào bụi nấy cũng tùm hết trơn á. Nè, ra trái nè. Trái ngộ ha. Những cái nó có từng hạt nó xếp lại nhìn đẹp chứ bộ. Ở đây nữa nè. Rồi. Ít bữa nữa sẽ ra hái dâu bubble berry nè ha. Có cái trái nào bự nè. Mình mới thấy cái trái nào bự đó. Đây, cái trái này bự nhất nè. Bự gì đâu mà có chút xíu xíu rồi. So với dâu kia nó rất là nhỏ. Dễ thương ha. Đó. Mới luôn á. Nè, nó ra bông nhóc ở dưới luôn á. Bụi nào như bụi nấy. Ra bông gì mà thấy thương thiệt á. Ở dưới gốc thì ra. Rồi. Thùng thứ bảy nè các bạn. Khỏi cần phải đem cái giỏ nữa. Có trái đâu mà đem. Đó. Trái xanh thôi. Đó, như vậy thôi các bạn. Còn gì nữa đâu mà hái. Đây chùm nữa nè. Chùm này nhỏ tí gì ti. Có một trái hường. Đó, cái này nhỏ quá. Mấy ngày này trời lạnh mình lại đâu có tưới dâu đâu các bạn. Lười biếng quá chừng. Đó, ra ngó rồi gì bò ra tùm lum đấy. Để mình cắt ra mình trồng. Mình trồng được mấy thùng rồi đó. Sang năm chắc mình có mấy chục thùng dâu đó các bạn. Nhiều lắm. Sang năm tha hồ mà hái dâu. Ha. Quá chừng đã luôn. Rồi. 8 thùng dâu. Mình đã hái được có một trái hươm này thôi. Đó. Bây giờ đi qua những thùng dâu khác xem sao nha. Thùng dâu triệu view của mình nè các bạn. Bây giờ cũng úa tàn quá chừng. Đó. Mới đi một vòng hái được mớ cà chua. Dâu triệu view của mình này. Đó. Bây giờ đâu có trái gì đâu. Hoa cũng không có nữa. Năm này sao nó tàn quá chừng. Ha. Chắc cấy thêm vô trong này quá. Đây này mấy cái này lúc trước mình bỏ cái ngó xuống đây dỡ lên nè. Nè. Đây nè. Chỉ có được chút xíu trái ở đây rồi chút xíu hoa vậy thôi à. Dâu trị view năm này bị tàn rồi các bạn ơi. Chắc già rồi đã hết sức rồi.
để mình nhổ ra, mình bứng ra rồi mình trộn phân lại ha, thế mình trồng cho sang năm. Bên này là cái thùng dâu này mình mới cấy sau này này, đó bây giờ cũng lan ra ha, chuẩn bị bò ra tốt đó. Rồi đó, đây là cái giống dâu trị view mình cấy vô trong cái thùng này nè các bạn, cái loại dâu mà lúc trước nó bò ra đất đó, rồi bây giờ mình bỏ vô trong cái thùng cà chua nè. Đó, bây giờ ra cái trái bự chưa. Cái trái đã chưa nè các bạn, cái trái ngộ nghĩnh ha, giòn lắm, cứng ngắc à. Hái ăn chắc giòn rụm luôn á, chua ngọt ngọt đó. Đó, mấy cái ngó nè, cấy nè, hái ha, hái đi, trời lạnh quá mình để cũng tội nghiệp mấy trái này, ngon chưa. Đó, hôm nay chắc hái được có 2 trái dâu thôi, một trái thì bự, một trái thì nhỏ nè, 2 trái dâu thấy cân ha. Hái được mớ cà chua nè, nãy đang hái hết pin mất tiêu. Đó, ở đây có 2 trái hườm nữa nè, hái luôn đi, hái. Hái luôn, còn trái nào nữa hái luôn. Đó, bây giờ cứ có trái nào thì mình lượm sạch chứ không thôi nó hư hết à. Nè nè nè, nè các bạn thấy không, dễ thương nha. Còn nữa không, ở trong này, ở trong có trái này đó, mấy trái này ăn ngon lắm, bỏ vô đây để mấy ngày nữa nó chín. Rồi trái được như vậy thôi, mấy trái này nó đây là mấy củ dền của mình nè, lúc trước mình trồng đó, mình có gieo một mớ hạt và củ dền chỗ kia nữa, không biết mùa đông có sống được không. Mình trồng cái này lúc tháng 6 mà không biết bây giờ có củ chưa nữa. À, được trước cái lá nó lên tốt lắm các bạn, tự nhiên con gái mình nó đem nó cắt ngang nó cho thỏ ăn, không biết bây giờ có củ không nữa, lạnh quá cái lá nó tội nghiệp chưa. Đó, mấy đứa con gái mình mà nó thấy lá gì đẹp đẹp ấy là nó muốn cắt cho thỏ ăn thử thôi. Rau của mình á, lâu lâu nó cũng ra nó hái trộm cho thỏ ăn. Wow, có củ này các bạn, mình mới thấy củ đâu đây mà nè, có củ thiệt đó. Để xem sao nha, trồng tháng 6, bữa này tháng mấy rồi ta, bữa này tháng 10 mấy tháng rồi đó, 4 tháng rồi, thử có trái có củ gì không đây. Mình nghĩ là cắt á, mình cắt là nó không ra củ mà sao nó cũng ra củ vậy ta. À, mình đào bị trầy rồi các bạn ơi, tội nghiệp chưa. Wow, wow, có củ nè, củ còn bự nữa chứ, đã quá chừng à. Chà, đã hen, quá chừng, tưởng đâu là không ra củ chứ. Thu hết vô, wow, bị lúc đó bị cắt lá xong rồi nó lên lá lại các bạn, mà nó ra củ thấy đã chưa. Đi tìm hái tiếp, đào tiếp thôi các bạn ơi. Vậy là sang năm mình sẽ trồng củ dền tiếp nha. Đây, cái này nó cũng bị cắt lá, mấy đứa con gái mình nó thấy lá tím tím là nó cắt hết trơn, bây giờ nó lên lại đó. Bây giờ mình đào lên thử cái củ nó như thế nào. Wow, không ngờ nha, không ngờ, mình tưởng đâu cắt lá là nó yếu nó không ra củ chứ, cũng ra củ cho mình, đã quá. Tí nữa. Wow, củ đây nè các bạn. Đã quá, đã quá. Ây chà, wow. Mệt chưa các bạn, nhìn ngon ha. 2 củ dền. Giờ nấu canh xương ăn mới được, đã thiệt đó. Mê quá là mê luôn, không ngờ luôn. Cái chỗ này là mình chôn nhiều thức ăn về rau quả rồi hoai mục ra đó.
nhiều lắm cho nên cái củ dền nó mới tốt như vậy. Ồ, nhìn đã chưa nè. Hai củ còn đâu nữa. Trồng tháng 6, bữa nay tháng 10. Mình trồng là mình mua cái cây con về mình trồng đó các bạn, chứ không phải mình gieo hạt đâu. Đợt sau này nè, mình mới gieo hạt. Lúc tháng 6 thì mình mua cái cây giống về mình trồng, là cây giống nó cũng lớn rồi các bạn, chứ không phải là mình gieo từ hạt nha. Gieo từ hạt nó sẽ lâu hơn đó. Thì mình cũng có gieo một mớ hạt hạt củ dền đó. Bây giờ mình sẽ cho hết luôn cho các bạn xem. Không ngờ đất ở đây nó tốt, nó ra cái củ thế đã quá chừng. Ây cha. Cái củ này nó sao ha. Wow, củ này cũng đã quá chừng nè. Đó, ba củ. Còn đây một củ nữa nè các bạn. Đào luôn ha. Lúc bạn cây cũng lớn lớn rồi, mình trồng thì 4 tháng hay sao đó, khoảng chắc giữa tháng 5 hay tháng 6 gì đó. Bây giờ mình trồng giờ nó cũng có củ rồi, xem sao nhổ được chưa. Wow, coi có củ bự không nha. Nhìn cái củ. Ô, đất rẻ rồi, đất rẻ rồi, rẻ này. Wow, hấp dẫn ha. Thiệt, mấy cái củ dền này nó đã thiệt. Được 4 củ rồi. Ngon ha. Chà, quá đã. Rồi, còn mấy củ nữa thì để đó đi. Đây là mỡ củ dền mình gieo sau nè, để mình nhổ lên, để mình dời cái chỗ khác để cho cái củ nó to hơn. Nó mọc ở đây nó ít dinh dưỡng quá đó. Mà dời qua mấy cái thùng mà mình đã ủ phân đó các bạn đó. Dời đi ha, nhổ hết dời đi. Có mấy bụi chỗ này, cái này mình gieo hạt đó các bạn. Mình gieo chắc cũng được 2 tháng nè. Như vậy dời đi luôn ha. Mình gieo nguyên nắm vô trong này. Cái này là hành tây của mình nè. Mình ăn cái mình cắt cái gốc á, mình trồng xuống đây đó. Trong này có mấy củ nữa, dời luôn, dời vô trong cái thùng mà mình ủ phân đó. Cái bữa nữa bữa sẽ ra củ bự nha. Khoảng 2-3 tháng nữa thôi, ok ha. Đây mớ nữa nè, dời hết đi. Chỗ này rau xà lách nó hút hết phân rồi. Giờ qua cái chỗ này nhiều thiệt, nhiều phân thì mình giờ qua hết. Đây một cây nữa nè. Đó, hồi nãy thu hoạch được mấy củ rồi. Mấy củ dền rồi đó. Bây giờ cái này đem qua cái thùng trồng ha. Đây nữa nè các bạn, mình mới gieo một mớ hạt củ dền nữa này đó. Mớ luôn nha. Củ dền nếu mà sống tuyết được thì cái này khoảng tháng 3 mình thu ok ha. Đó, tha hồ mà trồng bên này nữa nè. Quá chừng. Đây cây chanh dây của mình nè. Cây chanh dây tội nghiệp của mình, mấy năm rồi đem ra trồng cũng không ra trái, mà cái gốc mình trồng để cho cái gốc nó bự lên đó các bạn. Càng ngày cái gốc nó nè càng bự ha. Nó bên này khí hậu lạnh quá, trồng nó chỉ vậy thôi à. Đó, năm này thấy nó eo ụt quá, mình không quay. Bây giờ mùa thu rồi, sắp mang vô nhà lại mình mới quay cho các bạn xem cây chanh dây đó. Đem ra ngoài thì cứ vậy thôi, chả có lớn gì nữa. Mùa thu lá vàng rồi đây nè. Chỉ được cái gốc thôi. Mình làm sao để gầy cho cái gốc nó bự, bự thiệt bự lên ha. Ít bữa nữa nó sống được tuyết. Ok, lạnh quá. Đó, đây củ dền nó đen đen tím tím các bạn, nó đen lắm. Nói chung là đen nhiều hơn là tím. Mình cũng gieo một mớ ở đây nè ha. Ít bữa nữa mình trồng. Hôm nay thu được 4 củ dền. Đó, mình mua giống như mình trồng thử rồi mình gieo thử nó cũng lên luôn. Đó, quá chừng ha.
Đó, kết quả hôm nay thu hoạch này các bạn, đó hai trái dâu, một ít cà chua, đó các bạn, rồi bốn củ dền, củ dền nào củ dền đó thiệt là đã ha, cái này còn nguyên rễ thấy đã chưa, cái kia đứt cái trơn rễ, nhổ một cái đứt rễ luôn, cái đất nó hơi cứng đó các bạn, nếu mà mình sử dụng cái đất mua đó mềm hơn thì nhổ củ dền lên nó không có bị đứt rễ, còn cái này đất cứng, ok ha. Ô, sao cái này nó dơ quá vậy? Xịt miếng nước vô. Rồi, đẹp như mơ. Đem vô nhà ăn thôi. Đó, lá thì ủ rũ mùa đông mà. Wow. Đã. Nấu nấu canh củ dền ăn. Ok. Đó. Cà chua, hai trái dâu. Như vậy thôi. Để chụp tấm hình ha. Các bạn ơi, cái bịch củ dền mình gieo ngoài vườn nè. Đó, như vậy đó. Mình đổ hột ra, mình xé mất tiêu ở trên này rồi. Ở trong này còn cái hột nào. Một mớ hột củ dền mình đổ hết ra vườn rồi các bạn ơi. Đổ tới mấy bịch lận lên nhóc ở ngoài á. Củ dền dễ thương ha. Đó, ít bữa nữa mình sẽ có củ dền thu tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.